tối 29 tháng 7 năm 2020, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh nghiêm túc triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, đeo khẩu trang khi ra đường. Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh phục vụ như khu vui chơi giải trí, karaoke, massage, quán bar, pub, vũ trường, rạp chiếu phim, địa điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, trò chơi có thưởng, phòng tập thể thao. Ngoài ra, hai khu cách ly của tỉnh chuẩn bị sẵn sàng đưa vào hoạt động trước 12 giờ ngày 30 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất chuyển toàn bộ khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, về Bệnh viện Lao, Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác cách ly và điều trị. Như báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 29 tháng 7, Bộ Y tế đã thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19 ở Đắk Lắk là bệnh nhân 448, bệnh nhân nữ 21 tuổi, ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đây là bệnh nhân trở về từ Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 29 tháng 7 năm 2020 là dương tính với virus SARS-CoV-2.